bạn ạ. Nhiều người chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà không nhìn thấy cái đống rác ở trên đầu mình. Các bạn xem, các bạn có thể chửi mình nhưng các bạn đã bao giờ xem lại bản thân các bạn chưa? Nào, các bạn có thể chửi mình nhưng đã bao giờ các bạn xem lại bản thân các bạn chưa? Ít nhất, ok, các ông có thể nói, tôi là nói phét, đúng không ạ? Nhưng các bạn biết là cái thằng xe ôm nhà quê đầy tham vọng này, nó nói phét, nó nuôi cả bố cả mẹ, nó xây nhà cho mẹ, sửa nhà cho mẹ, sửa nhà cho bố, đúng không ạ? Tiền ăn học của em trai nó 9 năm nay một tay nó đóng. Hả? Tôi nói phét đỉnh cao không? 9 năm nay rồi, 10 năm nay rồi, sang 2020 rồi, 10 năm nay rồi lên Hà Nội không 1.000 hỗ trợ từ gia đình mà phải hỗ trợ ngược lại gia đình. Nào, các ông có thể chửi nhưng phải xem lại bản thân mình đi. Còn đâu tại sao các ông chửi tôi mà tôi không chửi lại? Bởi vì đấy là cái sang của thằng xe ôm này, đấy là cái sang của thằng nhà quê này. Ở quê tôi hơi ngố nhưng lên phố tôi nói thật các ông mà tôi hơi bị chơi đấy. Nói thật đấy. Còn lại, các bạn cứ hình dung này, nó đã từng kể một câu chuyện đúng không ạ? Đó là hổ bố dẫn hổ con đi dạo trong rừng, vô tình gặp một con chó điên, con chó điên xô ra hổ bố dẫn hổ con lách sang đi được khác. Thế hổ con mới thắc mắc hỏi hổ bố tại sao bố tranh hùng với sư tử, đấu với cả báo đen mà lại sợ một con chó điên. Hổ bố quay ra hỏi hổ con nếu như bị chó cái điên cắn thì con có bị dại không nào? Dại không? Dại đúng không ạ? Nhưng nếu thắng một con chó điên liệu con có vẻ vang không? Đấy là lý do tại sao mà không phải ai thôi cũng coi là đối thủ của mình. Đấy, các bạn có thể chửi, ok, tôi nghe chửi bởi vì tôi phải biết thông cảm cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Không, em bước đi rồi, niềm vui em có, nơi anh thì không. Xin là xin vĩnh biệt.